khu vực tượng đài Việt Mỹ để chờ đám tang của anh Lý Tống. Đoàn xe sẽ diễn hành, sẽ đưa anh Lý Tống đi vòng quanh khu vực Lý Đô Sài Gòn và sẽ đi ngang đài Việt Mỹ, đài của chiến sĩ Việt Mỹ để chào tạm biệt mọi người. Thì hiện giờ có một số bà con trong cộng đồng người Việt, không phải chỉ ở Lý Đô Sài Gòn không thôi mà ở các tiểu bang khác cũng thể tụ về đây đứng đón để chờ gặp đoàn xe để cùng vẫy cờ tiễn đưa anh Lý Tống lần cuối, thì để thanh tâm cho mọi người xem cái quang cảnh. Đoàn xe cũng sắp đi ngang đây rồi, cho nên là thanh tâm cho mọi người xem sơ quang cảnh mọi người đứng chờ đợi đoàn xe tan đang chở linh cữu, đưa linh cữu Lý Tống đi vòng quanh thăm lại Lý Đô Sài Gòn một lần cuối. Mời mọi người cùng theo dõi quang cảnh xung quanh đài tượng chiến sĩ Việt Mỹ sáng hôm nay nhé. Chương trình thông báo những con đường mà đoàn xe tang sẽ đi qua, cho nên là mọi người sẽ chia nhau đứng ở cạnh và thanh tâm được rồi. Là đoàn xe đã sắp tới rồi. Và từ xa chúng ta thấy là bắt đầu đã có xe cảnh sát. Anh Tâm ráng gương lớn nữa. Gần xe tang sẽ có xe cảnh sát đi chặn đường trước. Thì chúng ta thấy rằng bắt đầu đã có các xe cảnh sát.
vườn cuối, anh Lý Tống được bạn cũ trong gia đình đến tiễn biệt anh, đưa anh đi thăm lại tất cả những con đường quen thuộc Lido Sài Gòn phú phủ của cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản tại tiểu bang Nam Cali, tại Nam Cali, quốc gia. Và hiện nay đoàn xe tang đang đưa anh Lý Tống đi ngang qua chào một lần cuối tiễn biệt tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ.
Dominic Phạm đang livestream đi cùng với Thanh Tâm. Dạ, đưa Nguyên Tông. Đoàn xe tang và xe của đồng hương người Việt Nam đã đi qua. Và bây giờ thì Thanh Tâm sẽ trở lại Nghĩa Trang để chuẩn bị cùng tham dự tang lễ tiễn đưa anh Lý Tống về nơi an nghỉ cuối cùng. Mọi người cùng theo dõi những livestream tiếp theo của Thanh Tâm tường trình về những diễn biến của tang lễ của người anh hùng áo đen Lý Tống nha. Thanh Tâm tạm dừng livestream này ở đây. Thanh Tâm chào mọi người. Hồi nãy Thanh Tâm đưa mọi người xem một chút cái khung cảnh ở đài chiến sĩ Việt Mỹ, cho những anh chị em nào chưa từng đến đây thì cũng có cơ hội để nhìn một vòng với Thanh Tâm nha. Đi thăm một vòng thì Thanh Tâm mời mọi người. Trước mặt chúng ta đó là đài chiến sĩ Việt Mỹ, một nơi rất là quen thuộc với các sinh hoạt của cộng đồng người Việt tại miền Nam California. Ở nơi đây, ngọn lửa ở lư hương này được thắp, ngọn lửa này cháy suốt ngày đêm, không bao giờ ngừng, không bao giờ tắt. Và bên đây là đài tưởng niệm Án Tư Đen 1975 với hình ảnh, di ảnh của các vị tướng, các vị anh hùng đã tụng tiết theo cái ngày mà đất nước Việt Nam đã hoàn toàn bị lọt vào tay cộng sản Bắc Việt. Thì chúng ta thấy có đầy đủ hình ảnh của các vị tướng lãnh, anh hùng tử, khí hùng bất tử, thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam, thiếu tướng Phạm Văn Phú, chủng tướng Lê Văn Hưng, chủng tướng Trần Văn Hai, chủng tướng Lê Nguyên Vĩ, đại tá Hồ Ngọc Hồi sớm là bên Hải quân mà. Trung tá Nguyễn Văn Long. Nguyễn Trò. Những người con ưu tú của đất mẹ Việt Nam đã anh dũng hy sinh, đã tuẫn tiết để bảo toàn khí tiết, dứt khoát không đội chung một bầu trời với bọn cộng sản Bắc Việt xâm lược. Chúng ta luôn luôn ghi nhớ tên tuổi và hình ảnh của các vị anh hùng đó trong lòng, và để cho con cháu thế hệ mai sau sẽ luôn luôn ghi nhớ, sẽ biết rằng những điều gì đã xảy đến cho quê hương đất nước Việt Nam của chúng ta. Thanh Tâm xin tạm thời dừng cái livestream này ở đây và hẹn gặp lại các anh chị em trong những cái livestream kế tiếp. Bây giờ Thanh Tâm phải trở lại khu Nghĩa Trang, nơi sẽ tổ chức tang lễ đưa tiễn Lý Tống, và Thanh Tâm mời mọi người sẽ cùng theo bước Thanh Tâm để cùng với Thanh Tâm đưa tiễn anh Lý Tống đến nơi an nghỉ cuối cùng sau cả một cuộc đời không một phút giây nào ngơi nghỉ để đấu tranh vì lý tưởng tự do cho dân tộc Việt Nam của chúng ta. Chào tạm biệt mọi người và hẹn sẽ gặp lại mọi người trong những livestream kế tiếp. Thanh Tâm chào nha.